Xin chào quý anh chị và các bạn đến kênh Duy Dùng Green Land, đất nền đô thị vệ tinh Hà Nam. Xin chào quý anh chị. Trở lại với kênh Duy Tùng Dreamland, một siêu phẩm nghỉ dưỡng tại thôn Di, Minh Quang, Ba Vì. Mảnh đất 1,5 hecta, có view vô cùng đẹp. Đây, quý vị có thể quan sát nó gần như một thung lũng, một lòng chảo, và xung quanh thì rất nhiều nghỉ dưỡng. Mảnh đất tại thôn Di, Minh Quang. Đây, quý vị có thể thấy là phía đằng xa kia cũng là một nghỉ dưỡng. Đấy, cũng là một nghỉ dưỡng, quý vị hãy quan sát kỹ nha. Bên cạnh đây cũng là một nghỉ dưỡng nữa. Và đây, và phía bên tay trái, bên tay phải cũng là một mảnh đất nghỉ dưỡng đang xây dựng, đang cải tạo đó. Mảnh đất tổng diện tích là 1,5 hecta, và đã có một cái ao sẵn ao rồi. Đây, một cái ao có thể nói là một cái, gọi như một cái hồ đi, một cái ao cũng rất là hồ, rất là lớn. Phía trũng nó là hồ. Mảnh đất view núi Ba Vì. Ở đây gần với núi Ba Vì. Rất là đẹp. Tổng diện tích là 1,5 hect, có 500m đất ở. Quý anh chị có thể quan sát kỹ mảnh đất không? Nó nằm trong một lòng chảo. Rất là đẹp. Cách trục đường, cách khu du lịch K9 khoảng tầm vài trăm mét thôi. Và cách trục quốc lộ nó chỉ khoảng tầm hơn một cây. Đó. Mảnh đất 1,5 hecta tại thôn Di, Minh Quang, Ba Vì. Quý anh chị cần đến những mảnh đất và diện tích lớn tầm hơn 1 hect để làm nghỉ dưỡng thì đây là một sản phẩm vô cùng hợp lý. Bởi trong đất đã có ranh giới rõ ràng hết rồi. Xung quanh nhiều nghỉ dưỡng và đã có ao. Ao này thì quý vị có thể cải tạo làm bể bơi hoặc là ao câu cá thì cũng rất là tuyệt vời. Đấy, quý vị có nhìn kỹ không? Rất nhiều nghỉ dưỡng xung quanh. Vô cùng đẹp. Phía bên tay em chỉ đó là khu du lịch K9. Rất là gần đây, thì ra K9 khoảng tầm vài trăm mét thôi. Vài trăm mét là ra đến đường quốc lộ rồi. Đi lại rất thuận tiện. Mảnh đất cách khu vực Hà Nội, trung tâm Hà Nội nó chỉ khoảng tầm 40 phút thôi. 40 phút đi lại. Vâng. Mảnh đất thế đất thoai thoải. Đường vào thì rất là thuận tiện. Đường vào thì ô tô vào tận đất luôn. Rất là đẹp. Bám sát với trục đường liên thôn nên là đường lại đi lại rất là rộng. Mảnh đất là 15.000m, tương đương với 1,5 hecta. Xung quanh rất nhiều nghỉ dưỡng. Quý anh chị quan tâm đến đất nghỉ dưỡng tại khu vực Ba Vì, đặc biệt là khu vực thôn Di, Minh Quang, Ba Vì, thì có thể liên hệ với em để có những thông tin chi tiết hơn về mảnh đất 1,5 hecta này, đã bao gồm ao rất là đẹp. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Và quý anh chị nào mà đang có đất tại Minh Quang, Ba Vì, hoặc là đất tại Ba Vì mà cần muốn thanh khoản chuyển cho chủ nhân mới thì có thể liên hệ với em sẽ giúp đỡ quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.